nhiều cái comment gửi cho mình là đây nè, nên hôm nay mình trả lời là đây là cái cây mãng cầu. Mãng cầu này mãng cầu sim nha. Nhiều các bạn hỏi bây giờ mình lấy cái gì để mình chui vô. Mình tháp vô. Đây, đó. Tháp vô, hóa hôm nay mình trả lời. Đây. Thấy không? Các bạn thấy không? Đây là những cái gốc bình bát. Đó, gốc bình bát. Đó. Mình dùng cái gốc bình bát. Mình dùng cái gốc bình bát mình sẽ chui vô cho cái thằng mãng cầu sim này. Đó, hợp lý không? Này các bạn, các anh chị nào mà biết rồi thì lướt qua cái video này nha. Này, mình hướng dẫn cho những anh chị này chưa biết, có thể mình nhà mình có vậy thì cây này thì mình muốn trồng thì mình chui ra đó, mình chui mình mổ vậy nè, anh em nào mình đút vô nè, thấy không, anh em đút lại nè, xẻ nó miếng mình đút vô, tay tay cầm máy, tay cầm video với tay cầm dao nó đút vô mình quấn mũ lại như vậy đó, ok đó, thấy không, đó cái này là cái gốc của nó, là cái gốc cái củ của nó là củ bình bát. Rồi video này ngắn gọn vậy thôi, anh chị các bạn thấy hay thì nhớ share đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi bye bye anh chị các bạn.